là cho hiệu quả kinh tế cao, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của bà con nông dân, có thể nuôi thâm canh hoặc bán thâm canh. Với chủ đề nuôi cá trình giúp làm giàu, chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông kỳ này sẽ giới thiệu về hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi cá trình trong ao đất qua thực tế bán thâm canh của gia đình ông Quỳnh Văn Tuấn mà bà con nông dân ở xã Ninh Thạnh Lợi A hay gọi là ông Tư Tuấn. Ngay bây giờ, mời bà con và quý khán giả cùng Diễm Phúc gặp gỡ với nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Xin chào ông. Theo giới thiệu của phòng nông nghiệp thì ông là người đầu tiên nuôi cá trình ở xã Ninh Thạnh Lợi A này. Trước khi bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì Diễm Phúc có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi ông là tại sao cái ao này lại đang bóng vôi như thế này? Cái ao này thì bị tôi bán hết cá. Hết cá rồi nó sình dơ. Tôi mới sơn. Sơn rồi thành ra lấy nước lên nó có phèn. Mình phải tát vô cho nó đúng độ. Rồi mình tiếp tục thả cá tiếp. Cái này 4 năm thì tôi cuốc, đầu tiên cuốc 4 ao, cuốc chiều ngang là 15 mét, bề dài 30, chừa lại một bên, dắt dòng chu vi cho một bên 1 mét. Giờ 4 ao như vậy, thì qua nuôi qua 1 năm sau, cá nó hơi chật, thấy có hiệu quả, tôi cuốc thêm 2 hầm nữa, một hầm thì cỡ 1 công, tất cả là 6 ao. Cá tôi nuôi là cách đây 3 năm rồi tôi, bán rồi hết rồi. Thì ngày nay tôi mới thả lại thêm 500 con, cách này cũng gần 3 tháng mới thả có mấy ao à, sắp tới là tính thả thêm 1.000 con nữa. Như vậy diện tích nuôi cá trình của gia đình ông là khoảng 4.600 m². Xin ông cho biết là trước khi nuôi cá trình thì ông sử dụng cái diện tích này để làm gì và ông đã tính toán như thế nào mà nuôi cá trình như hiện nay? Cái khu vực mà nuôi cá trình này trước đây thì tôi nuôi tôm với trồng lúa với nuôi tôm. Cái này 4 năm thì cũng nghe cô bác ta đồn đãi nói cái trình nó nuôi có hiệu quả. Nuôi hiệu quả là tôi đi tham quan. Tham quan về tôi thấy bà con ta nuôi cũng hiệu quả. Tôi về tôi cuốc hầm. Hiện nay là tôi có 6 hầm. Nếu tổng diện tích đìa nuôi cá trình thì khoảng 6 công. Ao thì khoảng 4.600 m². Còn tổng diện tích bờ luôn thì cỡ 6 công. Nằm lên trên đất nuôi tôm, lưng canh tôm lúa. Nó nằm trên diện tích đó. 15 hecta. Hồi xưa đầu tiên nuôi tôm có hiệu quả. Sau này tôm nó bị chết. Nó hơi dở, cũng nghe bà con nuôi cá trình nó không bị gũi go, nó ít bị gũi go hơn. Do đó mà tôi quyết định tôi nuôi cá trình. Từ đầu tiên tôi nuôi hơi dày, tôi có thả thêm mà có sang ao qua nữa. Năm đầu tiên tôi thả là 1.000 con. 1.000 con tôi nuôi một năm là lựa cá từ 3 kg cho nên tôi bán một lần. Tôi bán rồi, sau tôi cũng mua thêm 220 con. Rồi tiếp tục tôi nuôi mỗi năm, mỗi năm bán. Có năm cuối năm rồi, đúng là tôi bán tới 2 lần đầu năm. Bán rồi cuối năm tới ngày 27 Tết tôi bán lần. Như vậy thì ông đã nuôi cá trình được 3 năm và trong suốt cái thời gian nuôi thì ông thấy cái loại cá trình này có thích hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương mình và cái hiệu quả kinh tế của nó thì ra sao? Theo tôi nuôi đó thì tôi thấy nó là thích hợp với môi trường ở khu vực này. Tôi thì cứ bữa nào cũng lội ra coi cá ăn hết thôn rồi coi nước nồi cá nó có nổi đầu đâu mà dễ ở, không có gì khó hết chứ, nó dễ nuôi lắm. Mình không hao hụt nữa, nếu nó hạ độ là độ pH là con cá nó không ăn, nó bỏ ăn. Ví dụ một lần nó ăn 10 giờ nó ăn 2, 3 hay gì không, khi nó không ăn luôn. Thì độ pH nó khoảng 70 lên 80 trở lại. Khi nó có chở phèn, nó chở nước á, thì không có gì khó, chở nước thì mình dồn thấy màu, mình đem vào độ pH mình đo thử. Nếu nó dưới 70 thì mình dùng vôi nè, mình cá nhỏ kỹ thì mình quậy ra lấy nước mình tạt xuống đìa. Thì mình tát là rồi là nó ăn trả lời liền. Nếu pH tăng thì phải bơm nước vô. Tôi ở đây là tôi bơm nước vô, tôi đặt máy để ngoài đó gấp lên nước pH tăng nước nó sắc xuống thì pH tăng tôi bơm nước vô. Nước nếu nước xấu xấu ví dụ như gần được có nước hơi phèn phèn bơm vô cũng được. Cho nên nó giả bớt. Tôi nuôi là coi như là thả 2 lần 1.200 con. Thì tôi nuôi đó là năm đầu tiên tôi bán cũng xém 300 triệu là tính ra là đủ vốn hết. Bán là đợt đó là đâu chừng 300 con cá trở lại còn cũng gần cả 1.000 con. Năm thứ hai bán tới 500 mấy chục triệu lận. Năm thứ ba là năm 2012 là tôi bán đầu năm bán tháng 2 bán một lần là bán là cũng 300 ngoài triệu. Tháng 2 rồi tôi cuối năm tới tháng 12 âm lịch tôi bán thêm một lần là chạy nhằm ngày 27 bán cũng 300 mấy chục triệu á. Tổng số là 1.4 tỷ lời cỡ từ 900 triệu tới 1 tỷ. Năm đó bán 2 lần đó. Là thu hoạch hết trơn là 1.200 con là cuối cùng là bán hết năm rồi nè
tới ngày 27 đến Tết đó tôi bán hết trơn. Lúc tôi bán gần Tết đó, lúc tôi bán là cái giá nó thì 520 ngàn một ký, nhưng mà rất dễ bán. Thì bây giờ mình cá tới lứa mình cần bán, mình điện thương lái, điện thương lái nó lợi liền, mình điện giác nào nó cũng lợi hết, thậm chí giác chiều tối nó cũng chạy lợi, nó về bằng đêm lại thì đây thì mua nó mua cái sóng đóng oxy, bỏ bọc nó đóng oxy nó chạy về, thì nó đây nó đóng rồi, nó đây có xe tải chạy Sài Gòn đó. Rồi nó chạy đi lên Sài Gòn là nó đem ở nước ngoài, nghe nói là nó xuất khẩu ra nước ngoài Indonesia hay là Singapore đó, với Trung Quốc. 6 công tôi nuôi cá trình này trong 3 năm đó, là thu lời cỡ 1 tỷ, còn cỡ 14 hecta mấy gì đó thì tôi nuôi tôm lúa đó là lời khoảng chừng 3 năm, nó lời khoảng nuôi một lượt, tính ra một lượt với cá trình này thì lời khoảng 600 triệu. Theo tôi nuôi tôi chưa có gặp nó bệnh hoạn gì hết trơn, cá nó chỉ là có bị phèn nó dạ nước, nó bỏ ăn là mình tát vô thôi chứ không thấy nó bệnh, chưa thấy nó bệnh. Xin cảm ơn ông. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, nhờ nuôi cá trình mà trong vòng 3 năm qua, ông Quỳnh Văn Tuấn đã có thu nhập hơn 1 tỷ đồng, tính ra là hơn 300 triệu đồng mỗi năm, và nếu chúng ta tính chi tiết hơn thì gần 28 triệu đồng mỗi tháng với diện tích là 6.000 mét vuông. Đây quả là một nguồn thu nhập không hề nhỏ ở nông thôn hiện nay. Để giúp bà con nông dân và quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về loài thủy đặc sản đang giúp ông Quỳnh Văn Tuấn làm giàu, thì chúng tôi đã ghi nhận một đoạn màn hình ghi nhận về đặc tính sống cũng như là giá trị kinh tế của cá trình. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Cá trình là loài thủy sản nước lợ được một số nông dân ở tỉnh Bạc Liêu mới thử nghiệm nuôi trong vài năm gần đây bằng nguồn con giống nhân tạo từ các tỉnh duyên hải miền Trung đưa vào. Trong thực tế nuôi ở Bạc Liêu thì cá trình thích nghi được cả điều kiện nước ngọt, độ mặn không phần ngàn. Vì thế có thể nuôi quanh năm trên địa bàn ảnh hưởng mặn vào mùa khô và có nước ngọt trong mùa mưa như tại huyện Hồng Dân. Tại xã Ninh Thạnh Lợi A, nơi ông Quỳnh Văn Tuấn đang nuôi cá trình thì hiện đã có 10 hộ làm theo mô hình với diện tích khoảng 3 hecta. Bước đầu thì thấy rằng là một số hộ nuôi theo ông Tư Tứng thì cũng đạt hiệu quả, đang lớn, cá đang lớn. Cá trình hiện nay thì đang phát triển và đang có cái thu nhập cao. Và một số bà con nông dân hiện nay cũng đang chuẩn bị ao đầm để thả. Thì diện tích này rất là lớn. Khoảng 50 hecta, trong đó là khoảng 100 hộ. Hầu hết hộ nuôi cá trình ở xã Ninh Thạnh Lợi A nói riêng và nói chung là ở tỉnh Bạc Liêu sử dụng cá rô phi làm thức ăn tươi nuôi cá trình với mật độ nuôi thưa khoảng 1 con trên 1 mét vuông. Cũng có một vài hộ nuôi mật độ dày bằng thức ăn công nghiệp nhưng phải đầu tư lớn, ít hộ có đủ điều kiện làm theo. Cái vùng đất Ninh Thạnh Lợi nói riêng và nói cái vùng đất chuyển đổi của huyện Hồng Dân nói chung là rất phù hợp cho cái việc nuôi cá trình, bởi vì nó có một cái điều kiện sinh thái là nước lợ tương đối là phong phú, và bên cạnh đó có một cái nguồn thức ăn là cá phi rất là dồi dào. Vì vậy thì ở nơi đây có đủ điều kiện để phát triển cái mô hình nuôi cá trình. Cá trình có thể cho thu hoạch sau 1 đến 3 năm, tùy kích cỡ con giống ban đầu và điều kiện nuôi. Trung bình là khoảng 2 năm trong điều kiện thả thưa, có đủ thức ăn tươi sống làm mồi nuôi cá. Cá thương phẩm có trọng lượng hơn nửa kg, nếu nuôi 3 năm như ông Quỳnh Văn Tuấn có con nặng hơn 6 kg. Bà con nông dân và quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông với chủ đề nuôi cá trình giúp làm giàu, giới thiệu về hiệu quả bước đầu của mô hình này trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trên nền đất nuôi tôm ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì toàn huyện có khoảng 27 hộ nuôi cá trình với tổng đàn gần 18.000 con và diện tích là 42.500 m2, và tập trung gần phân nửa ở xã Ninh Thạnh Lợi A. Ngoài ra, diện tích ao mới chuẩn bị thả nuôi trong đầu mùa mưa này lên đến hàng trăm ngàn mét vuông, hầu hết đều được cải tạo và chuyển đổi từ đất nuôi tôm. Cách nuôi phổ biến ở địa phương là nuôi bán thăm canh như gia đình ông Quỳnh Văn Tuấn đang làm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại ông để tìm hiểu những điều cơ bản trong nuôi cá trình bán thăm canh. Thưa ông, là nuôi cá trình thì mình cho cá ăn thức ăn gì mà phải có cái máy xay như thế này ạ? Cho ăn bằng cá rô phi, rồi mình xay ra mình khỏi công cắt, nó mau hơn. Nếu cỡ 4 người, tôi bả với con út với con dâu cắt lúc nuôi ngày 200 con thì cho ăn đâu ngày có khoảng 20-30 kg trở lại, thì cắt khoảng cỡ 3 tiếng đồng hồ 4 người. Bị nói là phải không cắt không đâu, mình cắt kỳ nè,
rồi mình đạp dãy nó ra, xong ra mình cắt từng miếng tùy theo cá bự cá nhỏ. Cá bự thì mình cắt miếng bự cá nhỏ cá nhỏ thì cắt hơi lâu hơn nữa. Mới mua cái máy này cách nay cũng vài tháng, mua cái máy thì nó khỏe, cái công cắt của mình nó thuận lợi, cỡ 5-7 người cắt không bằng nó chạy nửa tiếng đồng hồ. Mua về thì nói gì máy mà máy mà cắt nó mau bằng 10 lần mình cắt tay nó khỏe. Tôi năm trước cắt chứ bây giờ máy này con dâu tôi với vợ tôi nó cắt không, chứ tôi đâu có đụng tay tới đâu. Bây giờ là khỏi cắt kỳ, bỏ nguyên con luôn, bỏ vô cắt gan gan. Như vậy thì ông vừa cho biết là nuôi cá trình thì mình cho cái mồi đó chính là con cá rô phi. Như vậy sao, tại sao mình không cho ăn những loại cá khác mà mình phải cho ăn cái loại cá này? Thì cá khác đâu có cá gì mà nó rẻ tiền bằng cá rô phi. Cá rô phi lại rẻ nhất. Hiện giờ cá đó là bây giờ vùng này ta nuôi tôm là cá này tự nhiên nó xanh hơn. Nó ở vùng mình đánh lưới hoặc giả sau này mình chắc đầm đó, thuốc lên mình hết cá cho ăn đó. Thì khi mình mua của người ta, loại cá này là nó rẻ nhất. Bây giờ nó hơi mắc hơn một lần, chứ một lần nó ký có mấy ngàn bạc. Bây giờ nó lên 90 ngàn, lúc trước nó ký 3-4 ngàn, nó rẻ nhất. Tôi có thấy là ta nuôi là ta cho ăn bằng thức ăn. Thức ăn là nó mặc bao có 25 kg mà tới 1 triệu đó. Nếu mà cho ăn cái rô phi này đó, thì nó giảm cái tiền mà thức ăn nhiều hơn là nuôi cho ăn thức ăn chuyên dùng. Nếu con cá này mình nhỏ mới mua về thì mình phải là tập cho nó ăn là thức ăn tươi sống, người ta ương người ta cho ăn thức ăn, ta không có cho ăn cá. Do đó mà về mình cho ăn cá là nó không quen, nó ăn thức ăn gặp cá là nó chê, nó không ăn. Cá nhỏ, cá mà cỡ 30 con ký, 20 con ký thì phải trộn với thức ăn. Mình muốn quay qua cho ăn cá thì mình phải trộn. Ví dụ như một phần cá là một phần thức ăn, rồi từ từ mình giảm thức ăn lại lần. Thời gian chừng tháng, nửa tháng rồi nó quen, nó ăn cá không mình khỏi trộn với thức ăn nữa. Cá nhỏ thì mình phải cắt hay là mình có máy thì mình xây 2-3 lần nó vừa với con cá nhỏ thì mình phải làm thức ăn cho nó nhỏ. Không vừa nó ăn đâu, nó nuốt đâu có nổi, phải lượng cho nó vừa. Ví dụ như tôi đầu tiên về đây mà là tôi xây có một quận thì tôi phải bầm tôi coi nó có vừa với cái miệng con cá. Rồi sau này tôi xây lại 2-3 quận bớt lại 2 quận, từ phải vừa con cá mà được, bự quá nó ăn không nổi. Cá này cái miệng nó nhỏ, nó như con lươn mình thôi. Rồi mình cho ăn là ví dụ mình cho ăn đầu tiên mình cho ăn ví dụ như một bữa mình theo mình ước lượng là khoảng 100 con. Thì ăn một ngày 1 kg đi, mình cho ăn 1 kg, nếu trường hợp ăn hết thì mình tăng lên 1-2 kg vậy đó. Chừng nào mà ăn còn thừa chút đỉnh, nếu sáng lại mình dở gớ thử còn thừa chút đỉnh hoặc giả nó hết thì mình tăng thêm nữa, còn nếu nó còn dư chút đỉnh là vừa. Thì cứ nó hết nữa mình tăng nữa, lớn là càng lớn thì mình cứ tăng lên hoài. Nhưng mà tối thiểu thì nếu 100 con mà tối thiểu mà cỡ nó bự thì sắp bán được rồi đó. Thì nó cỡ khoảng cỡ 3-4 kg. Tôi cho ăn thì giấc chiều, chắc khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ, khoảng đó chiều mới cho nó ăn. Nó lại nó ăn hay nhát, bị nước trong quá nó hay nhát, mình phải dặn giấc chiều. Nó ăn từ đó tới tối. Nhân ông vừa mới nói về cá mới thả thì xin ông cho biết thêm là cá mới thả thì nó có cái kích cỡ bao lớn và cái nguồn con giống thì mình có dễ mua hay không ạ? Kích cỡ cá thì tôi lại cái chạy giống thì bán nó là cá nó 10 con ký tới 30 con ký. Giá cái giống thì 10 con ký 1,8 con, còn cá 20 con ký là 100, còn 30 con ký là 1,70 con. Cá giống bây giờ hiện bây giờ là ở Phước Long có bán, chút nó đang ương cá bán, cá rất tốt mà lợi thả không hao. Như vậy là bà con nông dân nuôi cá trình ở huyện Hồng Dân có rất là nhiều thuận lợi khi mà thị trường con giống thì không thiếu, cũng như là nguồn thức ăn là con cá rô phi thì ở địa phương mình cũng rất là dồi dào. Và điều cuối cùng muốn ông có thể chia sẻ đó chính là ông đánh giá như thế nào về đầu ra của con cá trình khi mà sắp tới thì diện tích nuôi ở địa phương mình sẽ tăng thêm. Nuôi cá trình là tôi thấy là hiệu quả đó. Nhưng mà con tôi giờ 5 đứa, nuôi 3 đứa. Còn cô bác ở xóm làng này là người ta chuẩn bị cũng nuôi lắm. Tâm quan là hỏi tôi nuôi đồ cũng nhiều người lắm rồi, hơn đây gần gần ta có quốc đề chuẩn bị. Tôi tính Lào có phải thêm 4 ao nữa, có 10 ao để tôi xây dần. Xin cảm ơn ông. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã tìm hiểu về mô hình nuôi cá trình bán thăm canh trong ao đất mà gia đình ông Quỳnh Văn Tuấn đang làm. Ngay sau đây là đoạn băng hình mà chúng tôi đã ghi nhận về một số cách nuôi cá trình khác. Mời bà con và quý khán giả cùng tham khảo.
Nuôi cá dình bắn thâm canh trong ao đất, tức là thả thưa khoảng một con trên một mét vuông ao, cho ăn bằng thức ăn tươi sống là cách làm phổ biến. Cách nuôi này không đòi hỏi kỹ thuật quá nghiêm ngặt, lại ít rủi ro. Và đáng chú ý hơn cả là yêu cầu vốn đầu tư không quá lớn, nên nhiều nông hộ có thể áp dụng, đặc biệt là trên đất nuôi tôm chuyển đổi sang nuôi loài thủy sản nước lợ khác. Lợi thế của cách nuôi này là nguồn cá rô phi phong phú, rẻ tiền tại địa phương, bảo đảm được nguồn thức ăn ổn định cho cá nuôi và giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất cho nhà nông. Thực tế nuôi cá chình 3 năm qua của ông Quỳnh Văn Tuấn cũng đã chứng minh nuôi cá chình bán thâm canh trong ao đất là không khó, còn hiệu quả thì đánh giá của ngành chức năng tại địa phương là chưa có mô hình nuôi trồng nào sánh kịp. Về hiệu quả kinh tế thì mô hình nuôi cá chình là hiệu quả kinh tế vượt bậc so với các cái mô hình khác đang canh tác trên quyền Hồng Dân. Ví dụ như mô hình tôm lúa, mô hình nuôi cá sấu, mô hình nuôi cá bóng tượng nhân dân. Hiện nay ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũng có hộ đã làm thử nghiệm nuôi cá chình thâm canh, còn gọi là nuôi quy mô công nghiệp. Do mật độ thả nuôi dày 8 đến 10 con trên 1 mét vuông, nên ao nuôi phải có bố trí quạt sụp khí, thay nước thường xuyên và chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp được nhập khẩu chuyên dùng cho cá chình. Kết quả thử nghiệm bước đầu cũng có nhiều khả quan, nhưng đang cần có những đúc kết chi tiết các thông số kỹ thuật theo thực tế tại địa phương trước khi nhà nông mạnh dạn đầu tư lớn theo mô hình này. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, cá chình một loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao đã được huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu đặt nhiều kỳ vọng để vực dậy nghề nuôi thủy sản tại địa phương. Trong phần cuối của chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông hôm nay, chúng ta cùng nghe ông Trần Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân nói về những giải pháp mà địa phương đang thực hiện để thúc đẩy mô hình nuôi cá chình ngày càng phát triển bền vững. Xin mời ông. Mô hình nuôi cá chình mới được phát triển ở huyện Hồng Dân khoảng 3-4 năm nay. Thì hiện nay trên địa bàn huyện Hồng Dân có hai loại mô hình là nuôi cá chình bằng sử dụng thức ăn tại địa phương và nuôi cá chình theo sử dụng thức ăn công nghiệp. Diện tích nhỏ thì nuôi theo cái công nghiệp, diện tích lớn mà người ta có vuông tôm thì nuôi theo cái kiểu sử dụng thức ăn có tại địa phương. Thì cá chình rất thích hợp với cái vùng đất của Hồng Dân, là cái vùng chuyển đổi có một cái mùa nước mặn. Do đó thì huyện Hồng Dân đang tích cực tổ chức tập huấn các cái lớp khuyến nông để mà cho bà con dân biết cái cách thức để mà nuôi cá chình. Chúng tôi cũng chưa có nhân rộng cái mô hình ở cái mức độ lớn lắm, là chúng tôi cũng đóng khung ở cái mức độ vừa phải, khuyến cáo người dân nuôi ở mức độ vừa phải để đảm bảo cho cái sản phẩm là có đầu ra. Bởi vì xác định muốn phát triển được là cái sản phẩm nông nghiệp nào thì cái đầu ra là yếu tố quan trọng nhất. Có đầu ra, nhân dân là thấy lợi, người nuôi ta thấy lợi thì tự nhiên cái mô hình đó phát triển. Thì do đó là tụi tôi hiện nay đang tích cực là phối hợp với các cái đơn vị mà có kinh doanh sản phẩm cá chình, ví dụ như là công ty gia đình của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là công ty là tàu không số của thành phố Hồ Chí Minh để tìm đối tác ở các nước ngoài, mà cụ thể là phía Hàn Quốc. Trong một vài tuần tới đây thì phía Hàn Quốc sẽ đến huyện Hồng Dân để tham quan dùng nguyên liệu cho cá chình. Sắp tới đây thì huyện Hồng Dân sẽ có tổ chức một cái buổi hội thảo để nhằm quảng bá những cái mô hình và những kết quả đạt được trong thời gian đã qua. Đồng thời là sẽ có cái chỉ đạo cho cái ngành nông nghiệp phối hợp với các viện trường để tiếp tục nghiên cứu thêm cái vấn đề cá chình dưới đồng đất Hồng Dân. Xin cảm ơn ông. Mong rằng cùng với những cái giải pháp hỗ trợ sản xuất kịp thời, hợp lý của chính quyền địa phương như ông vừa nêu và sự cần cù nhạy bén của bà con nông dân thì nghề nuôi cá chình ở Hồng Dân, Bạc Liêu sẽ ngày càng phát triển và tăng đáng kể nguồn thu nhập cho bà con nông dân cũng như là đóng góp thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, chương trình Chuyện làm giàu của nhà nông kỳ này đến đây là hết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Quỳnh Văn Tuấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp